Theo dự thảo, các doanh nghiệp và ngân hàng Nga được phép không tiết lộ thông tin về cổ phiếu đã phát hành và danh sách người mua để tự bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt có thể xảy ra. Để có hiệu lực, dự luật cần phải được Thượng viện Nga thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành thành luật. Tuyên bố của Duma Quốc gia cho biết các tổ chức tín dụng Nga sẽ bị cấm cung cấp thông tin về khách hàng và các giao dịch của họ cũng như những người thụ hưởng và chủ sở hữu. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ không công bố tên của các ngân hàng kết nối với hệ thống thanh toán thay thế cho mạng thanh toán SWIFT và tạm thời ngưng công bố số liệu về lĩnh vực ngoại thương hàng tháng. Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết sẽ đưa ra kế hoạch đối phó trong bối cảnh các công ty luyện kim của nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ các quốc gia không thân thiện. Vào lúc 9 giờ sáng 20 tháng 4 theo giờ địa phương, tỷ giá mua bán giữa hai đồng tiền này trên thị trường Tokyo đứng ở mức 129,32 đến 129,35 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây là mức giá thấp nhất của đồng yên kể từ tháng 4 năm 2002. Không chỉ mất giá so với đồng bạc xanh, yên Nhật cũng mất giá so với euro khi được giao dịch ở mức 139,58 đến 139,66 yên đổi 1 euro. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho đồng yên mất giá mạnh là do các nhà đầu tư lo ngại khoảng cách về chính sách tiền tệ giữa Nhật Bản với Mỹ sẽ tiếp tục nới rộng nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất để đối phó với lạm phát, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng. Việc đồng yên suy yếu so với đồng bạc xanh của Mỹ sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng các khoản nợ công được định giá bằng đồng đô la Mỹ của Nhật Bản. Từ đó sẽ khiến cho tình trạng nợ công của nước này trở nên tồi tệ hơn. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông sạ Việt Nam tại Tokyo. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anh đối mặt với các nghị sĩ kể từ sự kiện gây tranh cãi này. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Johnson đã gửi lời xin lỗi sâu sắc, đồng thời thừa nhận đây là sai lầm của mình. Ông Johnson cũng cho biết ông không cố tình nói dối khi khẳng định trước Hạ viện rằng ông đã tuân thủ các quy định phòng dịch trước khi bị cảnh sát phạt. Dự kiến, Hạ viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 21 tháng 4 nhằm quyết định xem liệu Thủ tướng Johnson có bị điều tra về những cam kết của mình liên quan đến việc tuân thủ nguyên tắc phòng dịch hay không. Vụ việc khiến mức tín nhiệm của ông Johnson sụt giảm và tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ cầm quyền tụt xa so với công đảng trong các cuộc thăm dò dư luận. Là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên vi phạm luật, ông Johnson hiện vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số các nghị sĩ đảng bảo thủ. Do ưu tiên hiện nay của đảng cầm quyền là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong nước và cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang chờ đợi Thủ tướng Anh, trong đó có cuộc bầu cử địa phương vào ngày 5 tháng 5 tới, khi các nghị sĩ đảng bảo thủ sẽ xem xét năng lực của đảng cũng như những đánh giá của người dân về Thủ tướng. Minh Hợp đưa tin từ London, Vương quốc Anh. Các luật sư bầu chữa cho ông Assange có thể vẫn kháng cáo trong vòng 14 ngày kể từ khi có bất kỳ quyết định nào về việc chấp thuận dẫn độ. Bộ trưởng Nội vụ Anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho phán quyết này. Ông Assange, 50 tuổi, bị cáo buộc vi phạm luật gián điệp Mỹ về công bố các hồ sơ ngoại giao và quân sự năm 2010. Ông có thể bị phạt tù 175 năm nếu bị tuyên có tội. Mỹ muốn xét xử nhà sáng lập WikiLeaks liên quan đến việc công bố 500.000 hồ sơ quân sự mật liên quan đến các cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Iraq và Afghanistan. Tháng 1 năm 2021, ông Assange dường như được hoãn dẫn độ với lý do ông có thể tự sát nếu bị giam biệt lập tại một cơ sở của Mỹ trong điều kiện an ninh tối đa. Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI cho biết các vấn đề về các cuộc thảo luận kỹ thuật trong khuôn khổ các cuộc đàm phán ở thủ đô Viên của Áo đã hoàn tất. Chỉ còn những vấn đề chính trị vẫn tồn đọng, cản trở các bên tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Iran và các nước gồm Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc đã tham gia đàm phán trực tiếp tại Viên trong gần một năm qua nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Mỹ tham gia gián tiếp thông qua trung gian của các nước Liên minh châu Âu-EU. Mục đích chính của các vòng đàm phán tại Viên là để đưa Mỹ trở lại thỏa thuận, trong đó có việc thuyết phục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran và ngược lại đưa Iran trở lại tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng khi Mỹ và Iran tiếp tục đổ lỗi nhau gây trì trệ. Nghiên cứu của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, trường đại học tốt thứ hai ở khu vực Mỹ Latin, chỉ ra rằng nguồn nước ngầm hình thành từ quá trình tích tụ kéo dài hàng nghìn năm đang bị khai thác quá mức, gây ảnh hưởng đến già nửa các tầng chứa nước ở Mexico. Thực tế cho thấy, hiện nước này đã không còn nước mặt và những gì sót lại đều bị ô nhiễm.
Vì thế, hầu hết lượng nước ngọt mà người dân Mexico đang tiêu thụ đều đến từ nước mưa, do nước biển bốc hơi lên tạo thành các đám mây và gây mưa. Trước đây, nước ngầm là nguồn nước ngọt lớn nhất ở Mexico. Thế nhưng sự phát triển dân số đi kèm với các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người đã dẫn đến tình trạng khai thác cạn kiệt. Trong khi đó, khung pháp lý chưa thực sự phát huy hiệu quả nên tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Theo các chuyên gia, những khu vực ở Mexico bị ảnh hưởng nhiều nhất là các khu công nghiệp hóa như thủ đô Mexico City, vùng Estado de México và hành lang Bajío. Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù trong tháng đầu tiên sau khi khỏi bệnh, người từng bị nhiễm ít có nguy cơ bị tái nhiễm. Tuy nhiên, đối với chủng Omicron, người từng nhiễm sẽ có nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Cụ thể, người từng bị nhiễm chủng Omicron BA1 vẫn có thể nhiễm thêm biến chủng Omicron BA2. Do đó, mặc dù số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 trên thế giới hiện đang giảm, tuy nhiên Bộ Y tế Lào cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục đề phòng, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch và tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cả việc đi tiêm các mũi tăng cường. Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 202.000 ca nhiễm, trong đó có 730 ca tử vong. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 19 tháng 4, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 2,94%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018, do các nhà đầu tư kỳ vọng cơ quan dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Điều này đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật Bản JGB, từ đó khiến lãi suất JGB kỳ hạn 10 năm có thời điểm đã tăng lên 0,25%. Thời gian qua, BOJ vẫn cố gắng giữ cho lãi suất JGB kỳ hạn 10 năm ở dưới ngưỡng 0,25% và coi đây là một trong những biện pháp nhằm duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng. Tuy nhiên, việc lãi suất JGB tăng đang đe dọa các nỗ lực đó của ngân hàng trung ương này. Do vậy, BOJ đã quyết định mua vào một khối lượng không giới hạn trái phiếu chính phủ nhằm nâng giá trái phiếu, từ đó kéo lãi suất dài hạn xuống. Trước đó, BOJ đã thực hiện nghiệp vụ tương tự vào các tháng 2 và tháng 3 năm 2022. Việc can thiệp vào thị trường trái phiếu là hành động bắt buộc của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhằm kiềm chế đà tăng của lãi suất và duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng. Tuy nhiên, nếu khoảng cách về lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ tiếp tục nới rộng, các hành động can thiệp như thế này sẽ không còn hiệu quả. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông tấn Việt Nam tại Tokyo. Dự án Charge Around Australia cho biết sẽ cung cấp năng lượng cho xe điện của Tesla bằng 19 tấm pin mặt trời in trên nhựa, mỗi tấm dài 18 mét, cuộn tròn ở bên ngoài xe để hấp thụ ánh sáng mặt trời khi cần sạc. Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời để thăm dò khả năng chúng ta có thể sử dụng và cung cấp năng lượng công nghệ ở những địa điểm xa xôi khác, có thể là trong không gian. Nó cũng mở ra khả năng pin mặt trời in có thể được sử dụng như một nguồn sản sinh năng lượng, chẳng hạn như cho một sứ mệnh lên sao Hỏa. Ngoài ra, việc sử dụng pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho xe điện có thể giúp người dân quan tâm tới xe điện nhiều hơn, qua đó giảm sự lo lắng về phạm vi hoạt động và có thêm nhận thức về các biện pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu. Pin mặt trời in là một loại nhựa PET nhẹ, nhiều lớp, có chi phí chưa tới 10 đô la Mỹ một mét vuông và được sản xuất bởi một máy in thương mại. Trong hành trình thử nghiệm kéo dài 84 ngày này, nhóm dự định sẽ ghé thăm khoảng 70 trường học để giúp học sinh hiểu hơn về công nghệ tương lai.